Kênh chăm sóc dừa Minh Nguyễn Miệt Vườn xin kính chào quý bà con. Hôm nay mình lại cắt dừa ha. Hôm nay mình tiền vô thì vô nha. Năm nay tới đợt cắt dừa rồi. Hôm nay mình like lên mình báo giá cho quý bà con. Cái giá dừa sim lùng dừa mã lai đất bầu. Người ta lại gọi dừa sim chuỗi nha quý bà con. Đó, hôm nay cháu đang cắt dừa nè. Dưỡng cháu mình sáng giờ cắt nè. Cái giá dừa tại Gò Công Tây hôm nay là nó quý hơn như vàng nha quý bà con, cực kỳ mắc luôn. Chịu nổi lên dây không Phúc? Nổi móc móc cho cái chừng rớt á, nó rớt công mình ấy đó. Đó, cháu đang cắt dừa nè. Cái cháu này Phúc này nè, không có móc bùng đó, chổi ghê luôn. Ở nay là cắt dừa luôn, tập cho cắt dừa lên đó này, nó thân một dừa luôn. Ê, chỉnh năm lượng rồi chút xíu chỉnh thành dốc trời. Hai buồn hả Phúc? Cây này hai buồn luôn hả? Hai buồn. Quá trời tôi vừa đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Bung tàn. Bung tàn, đã. Bồi bao bụng tốt nãy hấp thu được. Đó hả, mình bồi bụng này nó khô nè. Hết thân không? Đã. Đó, coi coi dàn trái non nó ra kìa, cực kỳ luôn. Quê cái chế độ ấy cho nó tối quá. Nặng như cái mấy trái mà nặng kia. Hết thân rồi, quá trời cái trái dừa nè. Ôi ông nội trái dừa bự, trời bá luôn. Hai buồng ha, hai buồng được phải không? Hai buồng. Cứ mùa nắng là hai tầng là lụm tiền nha. Hai tầng lụm tiền nha con bà con. Rồi tới cái này. Rồi tiếp tục nè. Để là nghỉ được mấy ngày Phúc? Để nghỉ được 2 ngày. Thứ 1 tháng 5 với bà và mượn tiền 1 năm. Cái về là được ha. Non không con? Còn non, cái đó buồng nó non. Okay. Tại ngọc dừa sáng nó cắt hết nữa. Buồn rồi nè. Vô lụm hết buồn rồi. Nó hụn đất á. Tiếp tục. Đó, vừa khi vừa tháng nắng mà trái dữ vậy. Quá trời bồ bụng nè. Sáng có ngọc dừa lá dừa lớn nhất của Công Tây nó vô nè, nó lai cái vườn. Khen cái vườn dừa mà nắng mà trái quá trái. Cây này ba buồn. Nè. Bắt đầu. Đây nè. Quá trời ha. Mấy bụi kia nãy bung ghê. Trời ơi, cái con đó nó bung hết thân luôn. Cho bà con này giá dừa nhiêu rồi? Chứ ở đây là giá dừa thu mua tại vườn nha quý bà con. Tại vườn á là 10.000 đồng một trái nè. Là dừa mua dừa xô luôn nha, chứ không phải là dừa mà dừa sồ, dừa bự nha. Tại vì sao 10.000 trái nha, là cái dừa có vườn dừa mình nó đặc chuẩn đi. Đó, cho nên cái trái nó to thì nó vô đánh cái vườn mình nó sẽ tỷ lệ đủ ký nhiều thì nó ra 10.000 trái. Đó. Đây nè, trái con nó đang thấy ham không? Đó, thấy đã chưa? Buồn này ít trái ha, buồn này có 5 trái. Mà trái nào ấy nó bự. Chán luôn nè. Trái dừa hết thân nổi tới. Đây cái trái dừa nè. Nè, đầu tới mấy buồn này mới đã nè Phúc ơi. Còn buồn ấy nữa. Đúng hả? Ba buồn luôn hả? Ba buồn luôn. Xiết luôn. Để nắng xiết luôn, trái cháo lượm. Mình ở Gò Công Tây thị trấn Vĩnh Bình nha, là cái giá dừa tại Gò Công Tây là 10.000 đồng một trái nha. Một chục 12 là 120.000 một chục. 10.000 một trái mà không có dừa để bán luôn. Không có dừa bán luôn. Trái hàng. Trời ơi, cái lón đó bắt đầu lên trên, nó đậu lại hút ai coi nè. Quá trời luôn. Hấp thu được ba bùng á. Ừ. Cái bùng này là tính ra 20 trái trên nè, phút qua bùng trời còn nè. Đó, ok, cắt 3 bùng luôn. Đã không? Trái nào nói chất lượng trái. Mình nhờ cái mương mình lấy sâu nó còn nước nè quý bà con. Nước này nước ngọt luôn nè, chứ không có nước mặn nha. Đó.
Rồi, rồi cái dừa này trái nữa nè, hết hồn hết thân luôn. Ông nó thụ phấn rồi ha. Ừ đã không? Ừ. Đó. Cái dừa nào mà có ong ý kiến vàng nhiều cái dừa đó là tốt lắm á. Đúng rồi. Ít ít bị sâu bùa hại tấn công vì có thiên địch Đó. á. Đúng rồi, Nó thiên vô địch. nó gái kiến vàng nó diệt cái ăn hết. Ừ. Hết thằng bộ này, cái cây này mấy buồn, chắc buồn quá hả? Hai buồn quá, hai buồn. Hai buồn bên kia phải không? Ba buồn luôn. Còn cái buồn này, cái buồn cái tay con là buồn Một non. buồn nè, hai buồn nè, mép trong buồn nữa, ba buồn. À, ba buồn luôn. Ok, các nhiều bốn bốn buồn. Ê, cái cây đó buồn trái đó còn non phút. Còn non Tha đi con. phải không? Tha Ủa? đi. Cho nó sống được Gì? 2 tuần nữa đi. À quý bà con thấy cái trái non không? Quá trời cái trái non ở trên nè. Vậy hai buồn Thấy ham không? Thì vừa mình vừa cắt dừa mình vừa chia sẻ cho quý bà con nha. Thì bà con có thêm theo dõi kênh thì mà Minh Nguyễn có chia sẻ là cái cách vô phân. Đó, bà con cái vô phân duy trì cái bao phân mà Huvit Fulit á, bà con cứ duy trì cho mình. Đó cho nên cái dừa mình nó không có bị đứt cổ, không có bị đứt đoạn vào cái mùa này. Cho nên nè, trái rất là nhiều trái luôn. Đó, còn cái bùn này là mình mới chỉ bồi ra thôi, nó chưa có hấp thụ được bùn nữa nha quý bà con. Thì hổm mình có chia sẻ mấy video clip trước á. Thì bà con nếu mà có nước như vậy nè, bà con nước về bà con trộn với thằng phân Fulit á, với thằng NPK loại tăng nhanh, hoặc là nếu mà dừa yếu si thì bà con trộn với DB thì cái dừa mình nó sẽ phục hồi rất là lẹ nha. Qua có khách ở Trà Vinh xuống tới mình đang tìm hiểu cái kỹ thuật trồng dừa, mua mình là 4 bao xài cho gần 300 gốc dừa chia ra đây. Bà con thấy không, đây nè, trăm nghe không bằng mắt thấy. Mình nói với bà con hổm ra mình chỉ quay lớt lớt này, trực tiếp mình quay luôn, cháu mình cắt dừa mình quay nè, này dữ lắm mới được cầm cái máy quay nè, chứ không đề tin là Úc Sương ra ấy không à. Này có nay mình có người cắt mới rồi, khỏi cả Úc Sương luôn, này Sương là ra hai là buồn, quá là hai buồn, hai buồn nó bốc hai buồn bự dạ, hai nè, buồn coi cái buồn này trái kìa kêu vô nè, trái con kìa đó thì ham vô đó, buồn này mà nó trái cái dây đây mà còn vàng nè, thấy không, đặt cây luôn. bởi vì bởi vô bà khen tháng nắng vừa trái sai Lấy dừa mà vô đây mà còn nói trời ơi, tháng nắng vừa vậy tháng trái nắng trái mà quá dừa trái ok thì kinh vậy. Do mình đi phân đúng xịt thuốc boron, boron là lớn cái dừa chín chín. Như đặc biệt cái mùa này bà con nhớ nha, cái chai rong biển là không thể thiếu cái mùa này nha, nó trị sốc nhiệt á. Thị trường rớt không phải bà, rớt không rớt không rớt không đó, thấy ham không, trồng dừa vậy là mới mê chứ. Đó, nói khi dễ dừa, dừa bây giờ 10 ngàn một trái không có bán hả Phúc. bán Đó, cái buồng này là thấy là mười mấy 20 trái, buồng này gần 200, gần 200 ngàn bạc này. Buồng dừa vậy đó. lái mà chạnh tranh đi kiếm mua không có dừa để Không mua phải mình nổ nha quý bà con, tại dừa mùa nắng nó sẽ nó có giá. Tuột theo đường này luôn Phúc, tuột xuống xuống con. ra con Đó, hay quá. nặng Đây nè, buồng dừa nè, cái trái nè. Cái kinh không? Bự chà bá luôn. Ở vậy lái bà con nói là nó nào hay nha, dừa đúng chuẩn thì bà con vô phân thuốc đầy đủ thì dừa nó có giá, trái to thì lái nó mới mua nhiều nha, chứ còn bà con mà dừa mà không đủ sức thì trái nó nhỏ xíu à. Đó thì đã chưa, đây thêm một buồng nè, cây là 2 buồng không đây, mà bà con thấy buồng chờ còn nè, cái trái chờ nè, đây buồng này nè còn đeo, thấy ghê hồn không. Hôm nay mình lai sơ khởi cho bà con thấy, cho nay là mình lai thực tế luôn, cho con đã đi từ cây dừa, quay từ cây dừa cắt từng cái buồng dừa cho bà con thấy luôn nha. Rồi cái thứ nhất là mùa này nên xài cái chai rong biển nha, thì Minh Nguyễn áp dụng sao Minh Nguyễn chia sẻ vậy, cái chai rong biển hữu cơ đó, cái chai về 1 lít, lát mình ghim lên màn hình cho bà con thấy nha, với chai boron, boron B cộng 10 cộng đó nha, với chai mà lớn lửa trái dừa chín chín kèm thêm gói canxi vô đó. Mình nói đây là bên phần những thô dưỡng nha quý bà con, còn đuông là mình chưa tính, đuông lát mình sẽ chia sẻ sau, chứ mình nói hết thời gian hôm nay là mình cắt dừa. Mình nói cái giá dừa thì tại Gò Công Tây nha thì nó là 10.000 một trái mua xô luôn, thì đã chưa, lá giá dừa quý như vàng luôn. Tiếp tục một cây thứ hai, là cây nữa nè, đây đều 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 hết chứ không phải là cây nào cũng như ít trái cây ta đâu. Đó ham chưa, cây này được mấy buồng phúc, cái này như là
Đây buồn, ba buồn. Vô rồi bà con ơi, vô rồi, cái này Minh Nguyễn vô lớn rồi. Chúc mừng quý bà con trồng dừa nha. Có đam mê trồng dừa thì xem cái kênh này có động lực, xem cái video này có động lực để chăm sóc vườn dừa mình nha. Thì nắng thì mất nước, mất sức thì qua mùa tới mùa mưa mình sẽ vô phân, phun thuốc trở lại nha. Nhưng mà bây giờ không có nước thì bà con vẫn xịt trong biển nha, đặng cho nó giữ cái bộ lá nó mới nó không bị mất nước, có nghĩa là nó tránh sốc nhiệt á. Bà con thấy cái vàng dừa mà mùa nắng mà bà con thấy cái bộ lá xanh mướt luôn. Ba buồn luôn rồi, cây này ba buồn luôn hả Phúc? Quá Phúc ơi. Đây hai buồng, một buồng còn đang đây, trái chờ còn nè quý bà con, chứ không phải cắt hết ba buồng nghỉ đâu nha, còn trái tiếp tục nè. Tại cái chuyến này nói nào hay là mùa này thường thường nửa tháng cắt, còn cái này mình lỡ Phúc con cắt vừa cắt xéo Phúc cắt, ăn xéo nó cần lấy cái liềm cắt xéo vô rồi, rồi cắt vừa đừng bao giờ cắt ngang, ngang không mèo đứt, cắt xéo nữa cái liềm để nghiêng xéo vô phải không? Ừ đó, con cắt vừa cắt xéo là ngọt ngất, cắt ngang là không có đứt. Đó thì đã chưa, hai buồng, đây buồng là ba buồng, trái nào nó dày nè, bành bành luôn. Thấy ham không? Đây cũng mà đó quý bà con ơi, dừa mùa này trái thì kinh không đó, anh quay mấy cái nè đó, dài 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 luôn nè, hầu như là để cây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cây, 10 cây là cắt 16 buồng, ý là 10 một con cây 3 buồng hả Phúc? Con cây 3 buồng 4 buồng 14 15 buồng, 10 cắt 10 cây cắt 15 16 buồng. Cái kinh khủng không? Nè bà con thấy trái chợ nó còn nè, thấy không? Đó, những cái thuốc phân thuốc nói chung là Minh Nguyễn chuyên bên cung cấp dừa, thuốc bên nội dung bên dừa nha. Quý bà con nào xem là cho mình Minh Nguyễn một lượt subscribe đăng ký, hoặc là follow ấy là mà subscribe nha, like đồ chia sẻ đó, theo dõi kênh Minh Nguyễn. Thì bà con muốn chăm sóc muốn trồng bên đam mê cây dừa thì mình nói chung mình dành bên cây dừa thì mình chia sẻ mạnh bên cây dừa cho bà con, để bà con có cái thêm thu nhập nè, cái kinh nghiệm trồng có nhiều mình chia sẻ nhiều nha. Đó, bà con thấy không? Đó, cái vàng dừa của mình đây. Nước còn mình mong luôn. Tại nước hả mình móc mương đó, mình có ra mấy video tiếp trước đó bà con. Mình có quay ra rồi cho mình hôm nay mình bơm mình kia mình dồn ở đây. Đó, nước còn đầy mình mong luôn nha. Đó, dừa gò công tay 10.000 một trái, 10.000 một trái. Thôi bỏ đi con, kệ nó. Dọn cho nó chống cây. Nó thoáng. Rồi cắt buồn ở đây tiếp tục. Rồi bà con thấy không, trái chờ nó còn nhóc luôn nè, nãy mình clip bên kia mình cắt rồi đó, thấy chưa, thấy ham không, trái chờ nè đó, trồng dừa giờ mới mê chứ. Chà buồn này cũng bự dữ à, ôi rồi không còn gì luôn, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, rất quá nặng. Nặng quá, trái này quá bự mà con. Hết thân buồng dừa không? Buồng dừa này có 3, 6, 10, 12 trái. 120.000. Trái này giá còn trên 2kg. Dừa nặng lắm. Chưa đếm trái tính tiền nha. 3 trái là một tô phở. Sáng xách 3 trái dừa xuống còn rồi. Còn 4 trái ở trên đó nha con. Sáng ôm 3 trái dừa xuống đưa là đường tô phở xong à. Để đó. Nào quý bà con thấy không, nứt cái này đất này nứt nứt rồi bà con ha, đất nứt này nè, nếu mưa xuống hoặc là bà con có nước ha, rải lân hay là phân fumix fulix á, với trộn vô với thằng NPK mà loại tăng nhanh á, ha 20 20 15 loại tăng nhanh, trộn vô rải xuống tưới rút xuống đây là khỏi chê luôn đó. Nè đất đã không, đất này đất mới bồi bùng nè.
Rồi, video clip mình quay tới đây thôi nha. Bà con xem thấy có hữu ích thì cho Minh Nguyễn một lượt subscribe hoặc một lượt like ha, để giúp cho Minh Nguyễn có thêm cái động lực để ra nhiều video tốt hơn nha. Rồi, chúc bà con áp dụng thành công. Và bà con muốn liên hệ mua thuốc thì bà con mình sẽ cho số trên điện video nha. Mình quay đây là mình xin thông báo nha, mình quay là chủ yếu mình báo giá chứ mình không có tiêu thụ dừa nước nha quý bà con. Trong thời gian vừa qua có rất là nhiều anh em cô chú tưởng mình bán dừa nước cho nên có gọi về cho mình, thì mình nói thẳng mình không có bán dừa nước nha, mình chỉ nhà vườn lái nó trả giá bao nhiêu thì mình nói cho bà con có cái động lực để bà con chăm sóc vườn dừa, đam mê trồng dừa thì bà con có tinh thần để bà con chăm sóc nó. Chứ mình không có bán dừa tươi nha, dừa giống thì mình có bán nhưng mà dừa tươi mình không có bán, dừa tươi là mình bán lái tại khu vực của mình nha. Đó, kính mong bà con xem video clip thì hiểu rõ cho mình. Còn những cái loại phân thuốc mình có ghim trên màn hình thì bà con cứ mạnh dạn điện thoại về mình sẽ chia sẻ cho bà con, mình có ship code cho bà con trên toàn quốc. Thì số điện thoại của mình lát mình ghim trên màn hình cho bà con nha. Và một cái điều lưu ý là mình không có bán dừa tươi nha, mình chỉ bán thuốc nha với dừa giống. Rồi thì thôi, Minh Nguyễn xin chào bà con nha.